Hello và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với CS Mobile Legend. Thì như các bạn đã thấy thì mình cũng chơi đến level 17 rồi và bây giờ mình mới bắt đầu khởi động cái series này. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem qua cái kho đồ cuối bắp của mình. Đây, cái kho đồ cuối bắp đây. Nó chỉ có một cái AWM Jasmine vĩnh viễn, một cái RBK 2 ngày, một con AK47, M451, AWM USB và lựu đạn. Và mình chơi không nạp tiền. Mình chơi chay, mình không nạp tiền. Thì anh em nào có nick xịn thì hãy cho mình mượn để review nick. Và anh em nào muốn chơi với mình thì đây là tên nhân vật của mình đây. Game Action. Đây, Game Action Ian Channel nhưng mà không có dấu cách. Giờ bây giờ mình sẽ mà chơi chế độ zombie trước. Chế độ zombie. Ở đây không phải, anh nhầm. Zombie đâu nhỉ? Đây, zombie đây, zombie. Hoàng Lăng đi. Mình sẽ tổ đội và mời một người đặc biệt. À, chưa kết bạn. Từ từ kết bạn, đâu nhỉ? Nó không kết bạn à? Bạn bè đâu nhỉ? Đây. Mình sẽ thêm bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ mời một người đặc biệt, đó là Shoutnet Action. Ok, xin phép kết bạn. Đồng ý chưa? Rồi, đã đồng ý. Và bây giờ mình sẽ vào zombie phòng tổ đội và mời anh ta vào. Mời bạn. Ok. Rồi, đã bắt đầu. Wow. Mình đã cầm lên thùng. Thảo ơi, đây. Yeah, lên thùng rồi. RBK Jasmine rất là đầy đúng không? Tốt rồi, ok. Ui, em là zombie. Ôi giời, mẹ. 6 lòng ạ. Đằng sau gì đấy? Chết em không? Người này bấm thì đánh lắm gì? Oh shit. Trong cái chế độ này zombie rất là khó điều khiển. À, anh em nào có nick, có vũ khí xịn thì anh em có thể inbox cho mình. Nick Facebook của mình là Quân Đàm. Và có thể cho mình mượn nick để review súng nha. Và nick anh em có thể lên TV. Và nếu mà anh em muốn mình chơi tiếp cái series này thì các anh em đừng quên nhấn like, comment và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ok. Hello. Kìa, chạy đi. Ê, chạy đi. Chạy. Mày chạy đi. Sổ ngay. Nhiều quá lắm. Có lợi. Chạy đi. Bốc rồi. Một thằng nữa. Ui, 1400 máu. Quá cả trường. Rồi, ui, hero. Hunter kìa. Đâu, anh về với giết à? Thanh niên lùn. Bấm gì đấy? Bắn đâu rồi? Nói này, nói này. Ôi, Ace, vòng này là Shoutnet Action rồi. Ok. Mình sẽ... Lên đây. Đến cái chỗ này này. Lên mặt thờ. 9, 8, 7, 6, nhưng mà có nhảy. 5, 4, nó có trốn cho mình mà. 2, 1. Trời ơi, đi ra em đi cáo đứa khác. Sao mình số đen nhỉ? À thằng kia. Số mình đen kiểu gì ấy. Thằng nào bắn đấy? Đừng có bắn. Bắn con khác không bắn. Có hai con mà, một con tên Minato mà. Nói này. Hello. Bạn Yên. Bạn Yên. Khổ thật kìa. Bạn Yên ở trên đầu ấy. Bạn AK.
anh em có thể kiểu lúc nào mình sẽ live stream thì anh em có thể mình sẽ mở lại cổng donate và mình sẽ thường xuyên live stream để anh em có thể sử dụng những chút tiền của mình để donate cho mình để mua vũ khí hoặc là game gì đó. Ôi giời, có lợn kìa, mày chết, mày đi xuống thì mày xác định rồi, đi đâu con ấy. Ôi giời ơi, đầy điếm nè, có một thằng nữa. Ok rồi, lên, chết chưa, anh chết chưa, cố gắng làm hero nhá. Trường à, cắt trên sao à? Thôi nhé, đi đâu em ơi, đi đâu em ơi. Có nhìn máu ở đập đánh đập đi, hay quá. Ơ cái gì đấy? Đi rồi, ê, hero. Thủ đi, cẩn thận đấy. Hero là nó chém ra. Hero rồi à? À, nó tự biến nhỉ. Bọn nó nấp hết rồi, không lên được đâu. Cố gắng để đấy đây. Cố gắng mà thủ đây. Mình đen cực, mình vừa mới lấy RPK Jasmine miễn phí xong thì thì chưa gì đã biến thành hero đi, à, zombie lên. Oh shit. Ê, đứng trước mặt anh là con gì đấy? Ô, y tá thường á? Thấy đâu? Một thằng đâu? Em thằng đâu? Ờ, nó đứng ở dưới kìa, tên mình là to rồi. Nó xì cho anh một phát là 3.000 máu đấy. Ôi, ngã thôi. Em 7.000 máu này, lên không? Thôi để giết thằng lên đi, lên đi. 4 giây 6 đấy, xong nó. Go. Nó tóc nó kỹ năng đặc biệt phát là bao nhiêu máu ấy. Rất là buồn cười. Thanh niên lên 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 lên. Có đồ bấy cả này là không sợ. 400 viên mà. Có. Ờ thôi. Không anh đâu. Nó bật cái màn xương đen kìa. Đâu, vào đây nào. Bắn luôn. Tôi biết thế là có những cái vũ khí xịn cực không như trong đột kích không. Chết. Rồi. Không như trong đột kích đâu, là kiểu toàn gì đấy, bị nhiều lắm rồi đấy, 4 con rồi. Rồi trò chơi dưới trò chơi này đánh đấm gì mày. Hết sao là cộng của kim cương tuyệt vời. Cái gì đấy, gì đấy? Đi đâu. Đừng bắn vội để em bắn chưa xong lúc em hết đạn thì anh bắn được không? Qua lại, qua lại, qua lại, rồi! Đi lên! Thủ bên kia đi, thủ bên kia! Aaaaaah! Chết rồi! Rất buồn cười, không thủ được. Mày, hai người cùng có súng xịn cơ. Nếu mà bạn nào có nick thì hãy cho tôi và admin 1 mượn để có thể review súng và thủ được zombie dễ dàng hơn. Mình biến hết được zombie rồi. Đó, Hunter kìa, quẩy đó. Ôi sao vẫn sound action. Không thể tin được. Thật không thể tin được. À bỏ cả lục USB ấy, 100 viên này. Thôi được không? Xuống. Lưu đạn đây. Ở sao lưu đạn đây là tiếng của Ngọc Trinh mà. Con này là con gì chứ sao là tiếng của Ngọc Trinh ở đây. Lưu đạn đây. Tuyệt vời. Thôi, sắp mặt rồi. Mình cũng không thể nào cứu được thanh niên Shaonen. Một con ba Z kìa. Cố gắng xí đê, xí đê, xí đê. Con rất bị đỏ kìa. Đấy, nhận Battle Royale Dragon nhá. Làm bắp đấy. Sáu đệ, một cháu. Trường đây tí cùi bắp. Một cháu rồi.
Đấy, MOBA Legendary Dragon này. Ghi nhận hoặc thiết kế rất là buồn cười. Mình thì không biết chơi CS trên máy tính. Vì nếu mà muốn chơi CS trên máy tính thì mình chơi rất là gà. Và mình không biết bắt cua nữa. Phải tí củi bắp này. Sau đó. Sau đó. Rồi, cũng ngã rồi, nó không thằng à đây. Làm gì được không? Mở bao nhiêu con zombie rồi? 5 con, vãi chưởng. Đây có con Tommy. Đây kia không ai dám ăn. 15 giây. Sự tiếp tế, súng đi đây. Bằng đạn. Ok, lên chỗ mới đúng rồi, lên chỗ mới, lên chỗ mới. Đây, đây, đây. Em được. Ba thằng mà. Đỏ là bất tử. Em không được. Ê, nó kìa. Tay đi, tay đi. Rồi, chết rồi, nhảy lên đi. Gì đây, cái gì đây? Cẩn thận, lên đi, bên sông em lên. Yểm trợ. Ai rồi, yểm trợ. Rồi, lên, đứng đây. Đứng đây là không sao cả. Đứng đây. Bao nhiêu viên AK đấy? Lưu đạn đây, còn tên bị chưa? Nè lắm. Hello. Ngon. Đấy, stay arrow SS. À các bạn, một lần nữa mình rất cần những cái nick của các bạn có nhiều súng để mình có thể review. Hình như có một con, hai con zombie thôi. Chúng nó đi săn hết cả rồi. Ai, cho mượn súng này, em đi thử AK bác. Có mượn được gì nhỉ? Cầm AK-74 đi săn zombie. Lên nào. À, đâu. Sập mặt. Đi như một vị thần. Chả có ai ở đây. Không có zombie ở đây. Phải chưa. Cứ đi âm thầm lặng lẽ thôi. Âm thầm lặng lẽ trôi. Yeah. MOBA Legendary Dragon. Bạn kia, chúng mày sẽ chết, xuống sát đi. Ôi, bạn đây, quá này, một cộng rồi, chạy đi. Lưu đạn zombie. Ê, mẹ, đổi vãi sang cái kia không được, quay thẳng cút. Đổi sang cái súng chính không được, đổi thành dao ạ. Chết chưa đấy? Chán đi. Xối quá. Dũng hết cả lũ. À sao đen đấy, sao đen em. Rồi xong rồi. Ok, mình được điểm 54, sao đen sẽ được 109. Cầm AK nhá. Ok, top luôn. Rồi thì để ủng hộ mình làm tiếp cái clip tiếp theo về Mobile CS Mobile Legend thì các anh em đừng quên nhấn like, comment, đặc biệt là các anh em nào có nick có nhiều súng như kiểu dùng súng xịn ấy thì các anh em có thể inbox nick quân nào ở trên Facebook để có thể đưa cho mình mượn và mình có thể review nick cho anh em. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video và chào các bạn, bye bye.